hơi giảm giá lên đến 400 triệu đồng trong tháng 4. Hàng loạt hãng xe hơi vừa chạy đua công bố các chương trình khuyến mại trong tháng 4 này lên tới cả 100 triệu đồng cho các khách hàng để kích cầu chạy doanh số. Hiện tại, mẫu SUV của Volkswagen là Thiermann nhận được ưu đãi khủng nhất thị trường với giá trị lên tới 400 triệu đồng. Sự mạnh tay của hãng xe Đức này giúp giá thực tế của Thiermann giảm từ 2,499 tỷ đồng xuống còn 2,099 tỷ đồng. Cũng trong thời gian này, Volkswagen giảm giá ưu đãi 300 triệu đồng cho khách mua hai dòng xe khác là Touareg và Tiguan, đưa giá xe Touareg giảm từ 2,999 tỷ đồng xuống còn 2,699 tỷ đồng và dòng Tiguan giảm từ 1,999 tỷ đồng xuống còn 1,699 tỷ đồng. Trong khi đó, Subaru Forester đang nhận được khuyến mại lớn với mức ưu đãi tiền mặt từ 120 đến 250 triệu đồng tùy phiên bản. Với phiên bản Forester 2.0 EL, khách mua xe sẽ được giảm 120 triệu đồng tiền mặt, từ 969 triệu xuống còn 849 triệu đồng. Bản Forester 2.0 EL iSide được giảm giá 210 triệu đồng, từ 1,099 tỷ đồng xuống chỉ còn 889 triệu đồng. Giảm giá cao nhất lên tới 250 triệu đồng là Forester 2.0 ES iSide, từ 1,199 tỷ xuống còn 949 triệu đồng. Honda cũng công bố chương trình ưu đãi từ 50 đến 100% lệ phí trước bạ và giảm giá cho một số mẫu xe. Trong đó, CR-V phiên bản L lắp ráp trong nước sản xuất vào năm 2023 có giá bán đề xuất là 1,159 tỷ đồng. Sau khi trừ 116 triệu đồng khuyến mãi 100% lệ phí trước bạ, giảm xuống còn hơn 1 tỷ đồng. Riêng phiên bản G sẽ được hỗ trợ thêm 30 triệu đồng tiền mặt, nâng tổng giá trị khuyến mãi lên 141 triệu đồng. Giá xe từ 1 tỷ 109 tỷ đồng sau ưu đãi còn khoảng 968 triệu đồng. Ngoài ra, khách hàng mua Honda Accord được giảm thẳng 220 triệu tiền mặt. Cũng trong tháng 4 này, khách hàng mua xe Hyundai Santa Fe nhận được ưu đãi trị giá từ 50 đến 100 triệu đồng. Trong đó, bản Hybrid giảm mạnh nhất 100 triệu đồng, giá sau ưu đãi còn 1,269 tỷ đồng. Không đứng ngoài cuộc đua giảm giá là Mitsubishi. Theo đó, ở phân khúc SUV 7 chỗ, Mitsubishi Pajero Sport cũng được hỗ trợ 50% phí trước bạ cho cả hai bản 4x4 AT và 4x2 AT. Giá niêm yết của hai bản này lần lượt là 1,13 tỷ đồng và 1,365 tỷ đồng. Do đó, mức giảm tương ứng sẽ là 56,5 triệu đồng và 68,25 triệu đồng. Ngoài ra, Mitsubishi còn tặng thêm 1 năm bảo hiểm thân vỏ trị giá 18 đến 19 triệu đồng. Cộng tổng các ưu đãi trên, khách hàng mua xe sẽ tiết kiệm được gần 90 triệu đồng chi phí lăn bánh cho Pajero Sport. Nhà phân phối xe Nissan tại Việt Nam tiếp tục thực hiện đợt khuyến mãi dành cho tất cả các mẫu xe với ưu đãi lên tới 100% phí trước bạ. Trong đó, Nissan Kicks nhận được ưu đãi 100% phí trước bạ và 2 năm bảo hiểm thân vỏ, giá trị ưu đãi lên tới 86 triệu đồng. Tương tự, Navara nhận ưu đãi lên tới 100% phí trước bạ, nên mức giá trị áp dụng giảm từ 42 đến 70 triệu đồng cho 3 phiên bản. Ngoài ra, khách hàng mua xe trong tháng được tặng thêm 2 năm bảo hiểm thân vỏ. Nhà phân phối cũng cho biết các khuyến mại có thể được quy đổi thẳng ra tiền mặt.